Lady Gaga tặng chữ ký nguyệt ngoạc. Cộng đồng fan kêu ca, bỏ mớ tiền và đây là kết quả chúng tôi nhận lại sau. Ký tự lời nguyệt ngoạc là đại diện cho chữ lười chăn, thế là đã chính thức tròn một tuần, kể từ khi màn tác được đón chờ nhất trong năm mang tên Chromatica của mẹ quái vật Lady Gaga được xuất lò. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thời điểm tổ tán của các sản phẩm promo, hay còn được gọi là merchant của album, cũng đã đến. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc mà các Little Monsters vô cùng mong đợi, tuy nhiên, đáng tiếc thay. Nó đã không diễn ra tuyệt vời như các fan kỳ vọng mà ngược lại, tạo nên sự thất vọng tràn trề. Cụ thể, mới gần đây, một tài khoản fan mang tên Anthony, sau khi nhận được kiện hàng mơ trình của mình, đã hào hứng khoe chúng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, không lâu sau, bài đăng của anh chàng đã thu hút khá nhiều luồng ý kiến gây tranh cãi. Theo như nhiều ý kiến, dân mạng nhận định rằng Gaga đã quá lười biếng trong việc ký tên một cách đàng hoàng lên sản phẩm như đã hứa mà thay vào đó cô nàng chỉ đánh dấu ký tự lờ một cách nguyệt ngoạc cho xong và cũng chính vì điều này mà kéo theo không ít sự thất vọng từ dân mạng kể cả cộng đồng các little monsters bên cạnh đó nhiều fan cũng đã than phiền về chất lượng cũng như màu sắc của các merch kỳ này cho tới hiện tại sự việc trên vẫn thu hút khá nhiều luồng ý kiến trái chiều khắp nơi mặc dù đã có nhiều người lên tiếng than phiền về chất lượng sản phẩm họ nhận được sau khi phải trả một mớ tiền nhưng tới hiện tại chủ thất mẹ quái vật vẫn chưa có động tĩnh nào giải thích về hiện tượng này liệu rằng lady gaga sẽ đền bù cho sự thiếu sót này của mình